Múc bang bánh đá với Mai nha. Định luật 3 giây. Wow. Bên trong sẽ là dẻo dẻo nha. Bên ngoài giòn. Bên ngoài thì giòn, còn bên trong thì dẻo. Mình cắn vô ha, giòn xong nhai một hồi nó dẻo dính răng luôn cả nhà. Ăn rất là cuốn. Giòn lắm. Mình sẽ ăn thử cái hình tròn nha. Nóng quá. Wow. Nghe có bộ dẻo nha. Nóng quá. Cái này dẻo quá không? Thử nha. Bự á. Dẻo không? Ở ngoài giòn rụp luôn. Bên trong thì dẻo 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 vậy nè. Chính xác luôn. Bạn mấy bà mà hay thèm online là có thật đó. Rất là dẻo. Nhất định phải thử. Mấy bà nhất định phải thử. Bà cuốn quá nó không nên lời luôn ấy. Có hơn 100 ngàn. Mua cả nhà ơi, mua ơi. Mua nha. Mua ăn thử. Mọi người gõ bánh đá Hà Giang là ra. Giòn. Dẻo. Thơm. Mà mọi người nha.